Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật những thông tin mới nhất vừa được VTC tổng hợp. Sau đây là thông tin chi tiết. Thay cho ông Park chờ đến ngày 1 tháng 7 nhận diện đối thủ. Ngày 1 tháng 7, AFC sẽ tiến hành bốc thăm hai bảng đấu vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, Việt Nam và Liban sẽ ở nhóm 6, nhóm thấp nhất, còn nhóm hạt giống số 1 sẽ là Nhật và Iran. Việc chọn nhóm bốc thăm sẽ không dựa vào thành tích ở vòng loại thứ hai mà dựa vào bảng xếp hạng FIFA mới nhất sẽ công bố vào ngày 18 tháng 6. Sẽ có những thay đổi trong bảng xếp hạng nhưng khó có sự thay đổi lớn trong thứ tự từ trên xuống dưới của 12 đội mạnh nhất châu Á mới đoạt vé vào vòng loại cuối. Nếu không có sự đột biến trong bảng xếp hạng FIFA tháng 6 thì nhóm 2 sẽ là Hàn Quốc, Úc, nhóm 3 với Saudi Arabia và Iraq, nhóm 4 là UAE và Trung Quốc, nhóm 5 gồm Syria và Oman và nhóm 6 là Việt Nam và Liban. Với cách phân hạt giống như thế, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị tinh thần chạm trán với những ông lớn của bóng đá châu Á, tức không Nhật thì Iran, mà tránh được Hàn Quốc thì phải gặp Úc. Trong thời gian chờ lịch thi đấu mới ở giai đoạn 3, bóng đá Việt Nam còn phải quyết liệt nâng cấp nhiều thứ. Còn nhớ ở vòng loại World Cup 2018, Thái Lan là đội duy nhất Đông Nam Á vào giai đoạn 3. Thầy trò huấn luyện viên Kiatisak chơi rất hay và ấn tượng ở giai đoạn 2 nhưng vào giai đoạn 3 thì thua liền xiềng, khiến huấn luyện viên Kia Tisak phải từ chức. Đó là thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan, gồm những Cha Dangga, Danga, Adisak, Bunkham, Thitipan, Therathon, nhưng gặp các đối thủ trong bảng thì Thái Lan để thủng lưới đến 24 bàn. Lãnh đạo VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn đã nhìn thấy vết xe của Thái Lan 4 năm trước, nên chắc chắn phải có sự chuẩn bị tốt hơn để không ngợp khi bơi ra biển. Đến giờ, AFC vẫn chưa ra được thể thức đá lượt đi, lượt về trên sân nhà, sân khách hay đá tập trung tại một nơi. Tất cả còn tùy thuộc vào dịch bệnh và điều đấy sẽ được quyết định trong thời gian sớm nhất vì chỉ còn hơn 2 tháng là bước vào vòng loại cuối đấy rồi. Tuyển Việt Nam rất khó dự World Cup 2022 nếu rơi vào bảng tử thần. Mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo lo ngại tuyển Việt Nam có thể bốc thăm nằm chung bảng với tuyển Hàn Quốc. Ông Park cho rằng tốt nhất đừng gặp Hàn Quốc. Câu trả lời của ông Park trên truyền thông Hàn Quốc có lẽ mang tính xã giao, bởi Việt Nam né được Hàn Quốc thì đụng Úc, vì Hàn Quốc và Úc cùng chung nhóm 2. Chính xác là Việt Nam phải đối diện với bảng đấu rất mạnh ở vòng cuối hoặc là bảng tử thần. 12 đội bóng bốc thăm hai bảng đấu được phân nhóm như sau: Nhóm 1 bao gồm Nhật Bản 28, Iran 31. Nhóm 2 Hàn Quốc 39, Úc 41. Nhóm 3 Saudi Arabia 65, Iraq 68. Nhóm 4 UAE 73, Trung Quốc 77. Và nhóm 5 Syria 79, Oman 80. Nhóm 6 Việt Nam 92 và Lebanon 93. Như vậy, tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần trong trường hợp kết quả bốc thăm như sau: Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, UAE, Syria và tuyển Việt Nam. Đây là bảng đấu gần như cạn cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nghĩ đến kịch bản nằm trong top 3 đội đứng đầu. Tuyển Việt Nam chỉ hy vọng nghĩ đến vị trí thứ ba nếu như là tham may mắn đưa vào chung bảng đấu với những Iraq, Trung Quốc, Oman cùng hai đội ở nhóm 1 và 2 là Iran và Úc. Nhưng bảng đấu này rõ ràng rất mạnh so với vòng loại thứ hai. Ở vòng loại cuối cùng, bốn đội đứng đầu hai bảng có vé dự World Cup 2022. Hai đội đứng hạng 3 để đối đầu với nhau tranh suất đá trận play-off liên lục địa. Đồng nghĩa tuyển Việt Nam nếu xếp thứ ba cũng rất khó giành vé dự World Cup. Nhìn chung, tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn ở vòng loại cuối cùng. Tấm vé dự World Cup 2022 thực sự còn cách xa với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là thực tế cần được nhìn một cách sòng phẳng để có sự kỳ vọng đúng đắn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA để thua sát nút 23 trước UAE, thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 nhờ nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở vòng loại World Cup. Tuy vậy, do để thua đối thủ nên Việt Nam bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, do nhận thất bại trước đối thủ, chúng ta đã bị trừ 10,6 điểm xuống còn 1.260,92 điểm, qua đó tụt xuống hai bậc trở lại hạng 92 trên thế giới. Trước đó, nhờ hai thắng lợi trước Indonesia và Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã giành thêm 13,46 điểm để có tổng 1.271,52 điểm, tăng hai bậc từ hạng 92 lên hạng 90 trên bảng xếp hạng FIFA. Sau trận thua UAE, Quế Ngọc Hải và các đồng đội chỉ còn 1.260,92 điểm. Đây là thứ hạng tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong 20 năm qua. Thứ hạng cao nhất mà đội tuyển Việt Nam từng đạt được là 84, được thiết lập vào tháng 9 năm 1998. Về phía Thái Lan, do chỉ có được đúng một điểm ở trận hòa hai đều với đội cuối bảng Indonesia sau 3 lượt trận tập trung tại UAE, đội tuyển Thái Lan tụt dốc không phanh trên bảng xếp hạng FIFA khi bị trừ tới 29,44 điểm xuống còn 1.148,63 điểm. Thành tích kém cỏi này khiến đội bóng xứ Chùa Vàng bị tụt 16 bậc từ vị trí thứ 106 xuống vị trí 122 thế giới, cùng với đó là tụt 2 bậc xuống hạng 22 châu Á. Họ kém Việt Nam tới 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và thua chúng ta tới 112,29 điểm. Hành trình đáng quên tại vòng loại World Cup 2022 khiến đội tuyển Thái Lan mất suất vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023 và phải thi đấu từ vòng loại. Báo chí xứ Chùa Vàng tỏ ra thất vọng vì thành tích này. Họ khẳng định đội tuyển quốc gia Thái Lan đã không thể đánh bại bất kỳ ai. Họ đã đá hỏng quả phạt đền, thua những chú hổ vàng Malaysia với tỷ số 0-1. Cùng với đó kết thúc lượt trận vòng loại World Cup với 3 trận đấu mà không thể giành chiến thắng trước bất kỳ ai và bị loại đầy cay đắng. Cầu thủ tuyển Việt Nam hào hứng trước giờ về nước Đêm 16 tháng 6, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam rời Dubai, khép lại hành trình chiến đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tại trang Instagram cá nhân, đoàn văn hậu đăng bức ảnh check-in cùng Quang Hải và Hà Đức Trinh. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cầu thủ đều phải thực hiện nghiêm quy định phòng dịch, Mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang cùng kính chống giật bắn. Trước giờ về nước, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đăng bức ảnh cùng đồng đội ở Hoàng Anh Gia Lai chụp chung với những người bạn ở đội tuyển Thái Lan. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh ghi lại nhiều hình ảnh kỷ niệm cùng đồng đội và thành viên ban huấn luyện, dưới mỗi bức hình đăng trên story tại Instagram cá nhân, ngoài tag thêm các cầu thủ, mạnh gắt luôn nhắc đến tên bà xã Quỳnh Anh. Trung vệ Bùi Tiến Dũng có những chia sẻ đầy tự hào sau khi khép lại hành trình ở Dubai. Anh gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ luôn yêu thương và ủng hộ đội bóng nước nhà. Một hành trình dài và đầy khó khăn cho cả đội, những trận chiến vẫn còn phía trước. Xin được dành tặng những chiến thắng thắng này cho người dân Việt Nam. Hy vọng chiến thắng trong bóng đá cũng là sự khích lệ để tất cả cùng chiến thắng Covid-19, anh viết. Anh em mình về thôi, sẽ trở lại và nỗ lực hơn nữa. Cảm ơn tất cả. Phan Văn Đức chia sẻ trong bài đăng trên story trang Instagram cá nhân. Tiền vệ quê Nghệ An là cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo dành sự tin tưởng trong các giải đấu lớn của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trong các trận đấu vòng loại World Cup ở Dubai lần này, Văn Đức bị nhận xét chưa trở lại được phong độ trước đây và thi đấu không thực sự nổi bật. Hoàng Đức đang bức ảnh chụp cùng Bùi Hoàng Việt Anh trên sân Amakotum. Một trải nghiệm tốt của hai cầu thủ trẻ nhỉ. Cầu thủ sinh năm 1998 chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Việt Nam. Sau hành trình tại Dubai, tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành được chiếc vé vào vòng loại thứ ba World Cup. Chuyến bay đưa các cầu thủ về nước sẽ xuất phát lúc 21h40 ngày 16 tháng 6 theo giờ UAE tại Dubai, hạ cánh lúc 7h10 phút ngày 17 tháng 6 theo giờ Việt Nam tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Với sự đồng ý của Bộ Y tế, tuyển Việt Nam được rút ngắn 2 phần 3 thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày sau khi về nước. Các thành viên sẽ cách ly y tế tại nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.